Các bạn, hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho các bạn bài số 13, Soul Negro, Kajuseo Ở bài này, chúng ta tình huống là đi lại bài 13 của 1B, các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ xem bài học này, có nghĩa là gì ạ? Soul Negro, Kajuseo Bài này là đi đến gà Soul cho tôi. Thì chúng ta sẽ xem một qua một chút cái phần học xem mục tiêu của chúng ta bài mười ba soniero cachusio học sức mục tiêu bài này chúng ta có mục tiêu bài học thì là từ vựng thì chúng ta có từ vựng về kêu thông về giao thông muốn bước qua phiêu yên chúng ta ưu đi qua tả. chúng ta định làm việc việc gì đó tiếp theo ngữ pháp tiếp theo nó là n s n k g là từ nơi nào đó đến nơi nào đó. Còn nếu mà từ thời gian nào đó đến thời gian nào đó thì chúng ta dùng N. Puthur, N. Kachi. Tiếp theo phần nói một Maraki, Pangaki hoặc Piyanaki, chúng ta uh, nói về cái uh, đây là biểu hiện của cái kế hoạch kỳ nghỉ hè. Kế hoạch kỳ nghỉ của bạn là gì? Tiếp theo bốn bước qua PONI, ngữ pháp biểu hiện số 2 động từ đi với A chuta tức là yêu cầu làm việc gì đó cho tôi tiếp theo là ngữ pháp tiếp là N Euro ở đây có nghĩa là tới một nơi nào đó theo hướng xác định tức là đã đi hoặc là chúng ta quyết định đi thì uh, chúng ta sẽ dùng Euro còn nếu không chưa xác định chắc chắn thì chúng ta dùng là E để mà quen chúng ta có, cũng có thể thay Euro bằng E thì cái nghĩa của câu cũng không không thay đổi. Maraki nói hai, Yojun Haki đây là nói để đề nghị những yêu cầu của mình. Tức cô Maraki, một trong chiên khán phần bờ bê thế hàn chắn theo Tức là trong phần nghe một này, trong phần nghe này thì chúng ta có nghe một đoạn hội thoại ngắn về cái phương pháp đi tới một địa điểm một địa điểm đến. Mục trước chi là điểm đến. Tiếp theo số 2. Kêu thông phiên Ở đây chúng ta chú ý cái câu trước là mục trước chi là địa điểm đến này. K là đi này. Phong bớp là phương pháp này. hành e là uh, về này. sa chalta là ngắn này. Theo hoa hội thoại tất kỳ được nghe này. Kêu thông phiên ế. Tên. Kêu thông phiên ế cái thông phiên là cái phương tiện giao thông tè hè về cái phương tiện giao thông này mút cô tapanen theo thật kỳ mút là hỏi cô là và tapanen là trả lời tè hoa là hội thoại tức kỳ là nghe nghe hội thoại trả lời và hỏi hỏi và trả lời về phương tiện giao thông tiếp theo sang phần 3 The trung thông tức là phương tiện giao thông đại chúng. Do Bà tehe baragi cái này là à, nói về chúng ta hãy nói về nói về cái à, tuyến đường hoặc là cái bản đồ giao thông công cộng ilkosugi à, chúng ta phần đọc và viết thì chúng ta đọc là đọc đoạn văn về tham sa tức là về cái sự cảm ơn tức là chúng ta viết đọc một đoạn văn về cái sự cảm ơn này tiếp theo cảm giai e kulsuki chúng ta viết một đoạn về cảm ơn tiếp theo chúng ta sang phần qua chê phần thực hành tay chung kiều thông ngữ 명소 자착각이 -so -cha -cha Rồi chúng ta tìm những địa điểm nổi tiếng của Seoul à, bằng cái uh, phương tiện giao thông đại chúng. Những cái địa điểm nổi tiếng danh làm thắng cảnh nhé. Tiếp theo, San Sanchek, Thế Trung Kiều Thông, Yukum Qua giao Thông Kha Thử tức là phương tiện giao thông đại chúng này vô cùng là phí qua là và kêu thông khai thư là thẻ giao thông ở bên Hàn Quốc đa số mọi người dùng thẻ giao thông khi đi lại tiếp theo parum uh, yok yirum e parum tức là trước khi chúng ta nói về cái ga yok yirum parum cái phát âm của những cái tên ga thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào bài học theo từng phần đầu tiên là phần từ vựng oh ở đây chúng ta có thuyền này pe này máy bay là pianki này xe máy là ô tô bay tàu điện tàu điện tàu hỏa kicha tiếp theo xe đạp là chai dân cơ xe buýt ở bơ sư tàu điện ngầm là chia taxi là taxi si. bây giờ chúng ta nghe và đọc theo pe piengi ô tô bay kitcha 자전거 버스 지하철 Taxi tiếp theo chúng ta có cái từ vựng ở phần số 2 Tata ta, là lên xe. 내리다. 내리다 là xuống xe. 갈아타다. 갈아타다 là đổi xe, đổi tàu xe. 타다. 내리다. 갈아타다. Tiếp theo chúng ta có một số địa điểm và một số cái khu vực giao thông, ví dụ như là Pursu Trung Liu Đây là điểm dừng xe buýt. Kiai đây là ga tàu, cô uh, súc Terminal, Terminal này là bến xe, thì cô súc là cao tốc, Persu là xe buýt. Tiếp theo là Cheonan Yok, Cheonan Yok này thì là ga tàu điện ngầm. <laughs> Ở Hàn Quốc thì xe khách và xe buýt thì đều gọi chung là xe buýt, bởi vì họ không có xe khách như Việt Nam thì đối với xe buýt cao tốc xe buýt cao tốc thì họ đi từ các tỉnh lớn còn đối với xe buýt pơ sư bình thường thì người ta đi trong tỉnh hoặc đi trong một khu vực thôi ạ hãy chúng ta nghe buss 정류장 기차역 고속버스 terminal 지하철역 버스정류장 기차역 고속버스터미널 지하철역 Chúng ta lưu 버스 정류장 지하철역 아니 chưa 기차역 지하철역 Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 1 Ở trong phần này Động từ đi với ư đi cô Hà ta Ở đây có nghĩa là bạn định làm một việc gì đó Động từ đi với, nếu có bát chim sẽ đi với ư Còn không có bát chim sẽ đi với nhận sẽ chỉ đi với Riego Hata mà không có ư. Ừ. Ở đây chúng ta xem ví dụ chi cơm ơn, chi cơm bố Bây giờ bạn làm gì? Đang làm việc à? Anio, piêng kia piêu rứt, xa cô Ở đây chữ xa, không có bát chim. Xa ta làm mua, không có bát chim thì chúng ta chỉ đi với ria Hata. Thì thêm đôi câu sẽ thành ria cô Chúng ta sẽ nghe phần bài này. 지금 뭐 해요? 일해요? 아니요. 비행기표를 사려고 해요. 중단 해라. 지금 뭐 해요? 일해요? 아니요. 비행기표를 사려고 해요. Và chúng ta xem một số ví dụ để cho rõ hơn về phần ngữ pháp 우뭐 해요? 뭐 지어 봐, làm gì? m 친구를 만나다 만나려고 해요. 방학에 뭐할 거예요? 마남지 버킹이. 집에서 푹 쉬, 수익 흥건하 쉬려고. 대표 아빠소바 오늘도 학생 식당에서 점심을 점심 먹을 거예요. 아니요 오늘 집에서 hôm nay cũng 학생 là học sinh 식당에서 tăng ngày học sinh là nhà ăn học sinh tức căng tin này chôm xi mộc chôm ăn trưa hôm nay bạn có ăn trưa ở nhà ở căng tin chứ không 먹다, 먹으려고 먹으려고 vì mộc, có ba chim ăn ở nhà phần số bốn 오늘부터 한국 뉴스럴 tức tá, ư cho nên là thư rư riego. Hàn Quốc news là tin tức Hàn Quốc. Tin thời sự Hàn Quốc ấy. 오늘부터 là từ hôm nay. Thì ở đây chúng ta sẽ là thư rư. Tức, gặp nguyên âm thì sẽ biến thành chữ l. Đấy. Thì là thư rư riego Hèo chúng ta sang ngữ pháp thứ hai đó là n e n đầu tiên là h k tức là từ trường đến nhà k a k a là gần h k o e s từ trường đến nhà có gần không a n không xa lắm chúng ta xem thêm ví dụ h k o e s cũng giống như ví dụ bên trên. tôi ở Myeongdong에서 Ensoon Tower까지 걸었어요. tức là Myeongdong에서, từ cái phố đi bộ tông đến Ensoon Tower, là cái tháp à, ở tháp à, Ensoon, tức là ở trên núi Nam San có một cái tháp Ensoon, thì là đến đó, 걸었어요, đã đi bộ. Hàn Quốc에서 중국까지, Quốc, từ Hàn Quốc đến Trung Quốc. 2시간.cleo mất khoảng độ 2 tiếng. Số 4. Người A nói: "Yokiyo, Sinchon까지 à, từ đây đến Sinchon 어떻게 가요? "지하철을 타세요." 타라 lên xe đúng không? Hãy lên xe, lên cái gì Lên tàu điện ngầm. Hãy lên tàu điện ngầm. Số 5. "지하철역까지" 학교에서 까지 얼마나 걸려요? 리딘, 마 thì m 서 5분쯤 걸요디 t 5분. chúng ta sẽ nghe phần này. 학교에서 집까지 가까워요? 아니요, 멀어요. 학교에서 집까지 가까워요? 아니요, 멀어요. chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần baraki in, phần nói 1. Đầu tiên, ở đây chúng ta có đoạn văn. tôi sẽ dịch đoạn văn này trước. 지금 뭐 Bây giờ bạn làm gì? 피엔기브를 알아보고 있어요. Tôi đang tìm hiểu về vé máy bay. 여행 갈 거예요? 많이 줄르자 아니요, 방학에 중국에 가려고 해요. 그럼 아, 방학에 nghỉ 이 è 방기 n g h 중국. 네? 그런데, 네, 그런데 한국에서 중국까지 얼마나 걸려요? 방 해, 태녀마 한국 đ 중국 mất bao lâu? Tú suy can chung kỳ mất khoảng độ 2 tiếng, 2 giờ. Steven si phẳng hạ kỳ búa hạ đi cô hiểu. Steven định làm gì vào kỳ nghỉ? Cho nên chỉ phải sơ phúc suy đi cô hiểu. Tôi định nghỉ ở nhà. Cô hiểu, dưới hướng ưng ảnh khăn cô hiểu. Không đi du lịch à? 네, 이번 방학에는 서울에 있을 거예요. 방이예이 지금 뭐해요? 비행기표를 알아보고 있어요. 여행 갈 거예요? 아니요. 방학에 중국에 가려고 해요. 네. 그런데 한국에서 중국까지 얼마나 걸려요? 두 시간쯤 걸려요. 스티븐 씨는 방학에 뭐 하려고 해요? 저는 집에서 푹 쉬려고 해요. 그래요? 여행은 안갈 거예요? 네. 이번 방학에는 서울에 있을 거예요. 지금 뭐 해요? 비행기 표를 알아보고 있어요. 여행 갈 거예요? 아니요. 방학에 중국에 가려고 해요. 네. 그런데 한국에서 중국까지 얼마나 걸려요? 두 시간쯤 걸려요. 스티븐 씨는 방학에 뭐 하려고 해요? 저는 집에서 푹 쉬려고 해요. 그래요. 여행은 안갈 거예요. 네. 이번 방학에는 서울에 있을 거예요. AUX mode. 지금 뭐 해요? 여행 갈 거예요? 네. 그런데 한국에서 중국까지 얼마나 걸려요? 저는 집에서 푹 쉬려고 해요. 네. 이번 방학에는 서울에 있을 거예요. 비행기 표를 알아보고 있어요. 아니요, 방학에 중국에 가려고 해요. 두 시간쯤 걸려요. 스티븐 씨는 방학에 뭐 하려고 해요? 그래요. 여행은 안갈 거예요. b 제 y g chúng ta sẽ nghe mà không n h ì 지금 뭐 해요? 비행기 표를 알아보고 있어요. 여행 갈 거예요? 아니요. 방학에 중국에 가려고 해요. 네. 그런데 한국에서 중국까지 얼마나 걸려요? 두 시간쯤 걸려요. 스티븐 씨는 방학에 뭐 하려고 해요? 저는 집에서 푹 쉬려고 해요.

À, tiếng việt của chúng ta sẽ là nghỉ, nghỉ dạ kiểu chúng ta là nghỉ dưỡng ấy nghỉ không làm gì cả nghỉ dưỡng dưỡng sức chữ phúc ấy Tức là không làm gì cả trong khi nghỉ à, bài. hôm nay chúng ta phần số 1 chúng ta có thêm mấy cái uh, ví dụ nữa ví dụ như bạn này không phải đi trung quốc mà là đi hô uh, chu hô chu là australia Đi Hồ Châu từ Hàn Quốc đi Hồ Châu hết 10 tiếng, 10 Và bạn uh, Steven bạn định làm gì? Bạn định ở nhà check-in 좀 읽으려고 해요. Bạn định ở nhà đọc sách. Tình huống số 3, đó là đi France. Thì từ Hàn Quốc đi France hết 2 hết 12 tiếng. Và bạn Steven bạn tiếp tục ở nhà, bạn in Inbunerl Peawdecoheo, Peawdecoheo là bạn ấy ở nhà, bạn ấy học tiếng Nhật, định ở nhà học tiếng Nhật. Tiếp theo, bạn cho mình, bạn ấy đi Mông Cổ, Mông Cổ, từ Hàn Quốc đi Mông Cổ hết khoảng độ 6, ba tiếng rưỡi, cũng như là về Việt Nam thôi ạ. Steven Uh, định làm gì Steven thì định uh, Đi làm thêm Arubai turun Hari Đấy tình huống là như vậy Chúng ta thay tình huống Và chúng ta có thể là Đọc lại Phần nội dung đoạn văn này Đây ạ Tôi bấm từ từ Để các bạn có thể dừng lại Để các bạn có thể đọc Các tình huống tiếp theo Tình huống số 4 này Tình huống số 3 này Đây Đấy. Tình huống số 2. Và tình huống số 1 là tình huống của bài hội thoại ở trong chương trình học. Đấy. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Chúng ta tiếp tục phần bài học với phần ngữ pháp số 2. Động từ đi với A, Ơ, Chu, Tà. A à chu tức là động từ này có chia và đi với chu tà đứng trước chu tà chúng ta lưu ý là chúng ta chia động từ ví dụ như là à, boker chu tà hay là he chu tà hoặc là peo chu tà là chúng ta có một số hành động như vậy ví dụ như là công vu he chu công vu he chu tà là học cho tôi hoặc là sa chu seo sa là có a đúng không ạ nhưng mà vẫn là a à, thôi ạ, sa chu ví dụ như là mua sa chul cayo mua sa chul cayo ở đây có nghĩa là à, tôi mua cho bạn cái gì? talgi ke kureul sa chu talgi là dâu tây, ke bánh ngọt, bánh ngọt một cái bánh sinh nhật dâu tây chúng ta sẽ nghe phần ví dụ

tata đã đóng chua yếu tức người a hỏi người b lạnh không trong muốn tata là phải là đi với tata chul kayo tata chul kayo tôi đóng cửa giúp nhé tôi đóng cửa nhé để chôm chôm làm ơn tata chu tata chu vâng làm ơn đóng cửa cho tôi Bull. Top ta mô tòa bùl tòa chul kai ô tòa chul kai ô súc chê rưl súc chê rưl chôm tòa chú xe súc chê rưl chôm tòa chú xe súc chê là bài tập chôm làm ơn tòa chú xe là giúp đỡ chúng ta cứ quen tòa chú xe là giúp đỡ tà ta chú xe là đóng giúp tôi tòa chú xe là giúp đỡ tôi 유진 씨 여기에 전화번호를 좀 쓰다 써 주세요. Bởi vì đây là chấm là yêu cầu. 써 주세요. 써 주세요. 여기 là ở đây 전화번호 là số điện thoại. 좀 là hãy viết sư già là viết thành 써 주세요. Tiếp theo ở ờ hôm qua chinh cu cá bạn kê krul mantinda thì là mantra chung 만들어 chumdida cái này là nói về cái câu chuyện mà hôm qua bạn đã làm bánh cho tôi Đó. bởi vì ở trên chúng ta chú ý là thì quá khứ chuốt sởi hoặc là chúa Okay, chúng ta còn ví dụ số 5 là chín ăn xe cái sinh nhật trước ơ monica mẹ y xì là cái điện là cái đồng hồ này xa xa chúa sổ yếu xa chúa xa chúa yếu thì cái này mẹ mua cho nên là chúng ta chia cái chu đà thì thành chu si các bạn chú ý như vậy tiếp theo chúng ta có ngữ pháp số 2 n euro euro đây là tới hoặc là đến một nơi nào đó có hướng xác định ví dụ như là otiro kaseo anh đi đâu sôn À, đối với hướng xác định hoặc không xác định chúng ta cũng có thể thay cho à, từ euro bằng e thì tình huống trong văn nói cũng không có gì thay đổi chúng ta xem một số ví dụ luôn trước khi chúng ta nghe câu nghe phần ngữ pháp này i persuka sol không có ba chim nữa. không không có ba chim sẽ đi với ro kayo ro Chúng ta nghe ví dụ này trước 어디로, 가세요? 어디로 가세요? 서울대학교로 가주세요. 어디로 가세요? 서울대학교로 가주세요. 어디로 가세요? 서울대학교로 가주세요. 어디로 가세요? 서울대학교로 가주세요. 저 뒤엔 chúng ta sẽ có ví dụ số một. 이 버스 세빗나이, 서운대학교로 가주세요. 도서관이 어디에 있어요? 앞으로 쭉 가세요. 도서관이나 서관 어디에 있어요? 거, đâu? 앞, 주, 앞으로 쭉 가세요. 어디로? 가세요 어디로 가세요 으로 가주세요 여러분 모두 교신으로 가세요 chúng ta sẽ sang phần tiếp theo phần nói hai marqui y trong phần này chúng ta lưu ý uh, có một số cái uh, từ vựng chúng ta sẽ dịch chúng ta sẽ cùng nhau dịch trong phần này otiro kaseo đây là kisa là người lái xe và chunleang kisa nói otiro kaseo anh đi đâu thôn

프랑스에서 왔어요. 당신트어나요프전력에는 무슨 일이 있어요? 여행 가세요. 당신은 가수가서 무슨 일을 하에 네, vâng. 친구하고 같이 부산으로 여행을 갈 거예요. 저와 당 부산에 여행을 갈것입니 한국말을 아주 잘하시네요. Tiếng Hàn của bạn giỏi quá. Mới 아직 참 못해요. gì vậy ạ? À? Vẫn còn kém lắm ạ. Tức là vẫn còn chưa giỏi. Chuyên Tức là sau khi một đoạn à, nói chuyện với nhau. Chuyên à, nói. 아저씨 저기 버스 Cho kì 저기 sư Cho kia. Đằng kia phơ sư trương lưu trang là cái điểm dừng xe buýt e là ở xe ua là cho tôi dừng lại xe ta xe ta cho dừng lại xe ua chu xe đá vâng tôi hiểu rồi cô xin cảm ơn Để tình huống số 1 bạn uh, chú bạn ấy đi đến sông lý và bạn định đi du lịch Busan và điểm xuống của bạn đó là ở pơ sư trường lưu trang điểm dừng xe buýt chúng ta xem luôn tình huống số 2 ở đây bạn chun liang đi đâu ạ đi cố xúc pơ sư terminal là cố xúc sư terminal terminal là bến xe bến xe bến xe buýt cao tốc tiếp theo bạn đến xe buýt cao tốc để làm gì đi du lịch à vâng tôi đi cùng bạn đi du lịch ở Gyeongju, Gyeongju và cho xuống ở cho kỳ chia chân nhọc áp cho tôi xuống ở phía trước tàu điện ngầm. Tình huống số ba, Incheon, uh... Incheon Hang Terminal, tức là Incheon Cung Hàng Terminal. Ở đó bạn làm gì đi du lịch à? Bảo vâng. Tôi định đi, tôi sẽ đi du lịch với các bạn tới đảo Jeju To, Đảo Jeju To nhé. Và bạn này bạn yêu cầu là cho kỳ Terminal A Pesel. Châu Là cho tôi xuống ở phía trước của bên xe. Tình huống cuối cùng đó là Kim Po Công Ngang. Đi đến sân bay Kim po. Tiếp theo, bạn đến sân bay Kim po có việc gì? Đi du lịch à. Vâng, tôi đi định tôi sẽ đi du lịch cùng với bạn đi Nhật Bản. Inbon. Euro Tiếp theo. Bạn này xuống ở Turkey Sino tương áp phế seo Cho tôi xuống ở phía trước đèn cái đèn xanh đèn đỏ Sino tương. tình huống là như vậy. Chúng ta quay lại tình huống số 1 và chúng ta uh, nghe đoạn hội thoại và chúng ta nghe hai lần xong sau đó chúng ta sẽ 넝바이, rồi, một lần, chúng ta sẽ nghe, mà chúng ta không c ầ 어디로 가세요? 서울역으로 가주세요. 외국인이시네요. 어느 나라에서 오셨어요? 프랑스에서 왔어요. 서울역에는 무슨 일이세요? 여행 가세요? 네, 친구하고 같이 부산으로 여행을 갈 거예요. 한국말을 아주 잘하시네요. 머려, 아직 잘 못해요. 아저씨, 저기 버스 정류장에서 세워주세요. 네, 알겠습니다. 고맙습니다. 어디로 가세요? 서울역으로 가주세요. 외국인이시네요. 어느 나라에서 오셨어요? 프랑스에서 왔어요. 서울역에는 무슨 일이세요? 여행 가세요? 네, 친구하고 같이 부산으로 여행을 갈 거예요. 한국말을 아주 잘하시네요. 뭐려, 아직 잘 못해요. 아저씨, 저기 버스 정류장에서 세워 주세요. 네, 알겠습니다. 고맙습니다. 다음은 출량의 목소리로 시작합니 어디로 가세요? 외국인이시네요. 어느 나라에서 오셨어요? 서울역에는 무슨 일이세요? 여행가세요? 한국말을 아주 잘하시네요.

네, 친구하고 같이 부산으로 여행을 갈 거예요. 멀어, 아직 잘 못해요. 아저씨, 저기 버스 정류장에서 세워주세요. 고맙습니다. và chúng ta cố gắng tập luyện để chúng ta nói tình huống nó tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tình huống này không nhìn vào chữ. 어디로 가세요? 서울역으로 가주세요. 외국인이시네요. 어느 나라에서 오셨어요? 프랑스에서 왔어요. 서울역에는 무슨 일이세요? 여행 가세요? 네. 친구하고 같이 부산으로 여행을 갈 거예요. 한국말을 아주 잘하시네요. 머려, 아직 잘 못해요. 아저씨, 저기 버스 정류장에서 세워주세요. 네, 알겠습니다. 고맙습니다. chúng ta sẽ sang phần tiếp theo chúng ta sang phần cô baraki đầu tiên chúng ta xem phần chuẩn bị metron personal Chachu tayo. thầy à, đây là metron personal là service số mấy cha chu là thường xuyên thầy là đi bạn thường đi service số mấy ô đi số cú bạn lên ở đâu? Ở số đề Bạn xuống ở đâu? các bạn chú ý trong phần này. Chúng ta có phần tiếp theo đó là phần Chán tức cố là Các bạn nghe kỹ các tình huống. Tình huống số 1 đi từ Seoul Tokyo đi bằng xe buýt số bao nhiêu và điểm đến là chỗ nào? Thì các bạn chú ý 자, 이제 우리가 시작하겠습니잘 듣고 연결하세요. 1. 서울대학교에 가려고 해요. 몇번 버스를 타야 돼요? 5511번 버스를 타고 서울대 정문에서 내리세요. So 첫째. 2 472번 버스가 명동으로 가요? 아니요. 안 가요. 421번 버스를 타고 명동 입구에서 내리세요. 고사하이 명동 사 21번 버스 명동 입구 나하이 아, 4 C 3 미래 백화점에 가려고 해요. 몇번 버스를 타야 돼요? 602번 버스를 타고 신촌역에서 내리세요. 3 2 3아 사, 지연 씨 집에 어떻게 가요? 학교 앞에서 504번 버스를 타세요. 어디에서 내려야 돼요? 보람의 공원에서 내리세요. 여러분, 아, 세번 지연 씨, 어 504번, 아, 보람의 공원. 첫 번째 부분이 부분입니다. 여러분 여러분이 원하는 부니다 그 địa, địa đi, tiếp theo, tiếp theo. 꽃을 사려고 해요. 어디에 가야 돼요? 양재 꽃시장에 가세요. 거기에 꽃이 많아요. 그래요? 거기에 어떻게 가요? 148번 버스를 타고 고속버스 터미널에서 내리세요.

2. 472번 버스가 명동으로 가요? 아니요, 안 가요. 421번 버스를 타고 명동 입구에서 내리세요. 3. 미래 백화점에 가려고 해요. 몇번 버스를 타야 돼요? 602번 버스를 타고 신촌역에서 내리세요. 4. 지연 씨 집에 어떻게 가요? 학교 앞에서 504번 버스를 타세요. 어디에서 내려야 돼요? 보람의 공원에서 내리세요. 5. 꽃을 사려고 해요. 어디에 가야 돼요? 양재 꽃시장에 가세요. 거기에 꽃이 많아요. 그래요? 거기에 어떻게 가요? 148번 버스를 타고 고속버스 터미널에서 내리세요. 답안이 모니다 다음 문제로 넘어가겠습니다. 준비. 지하철, 지하철, 미호선은 자주 다요. 터호선은어선 호선은 어떤 가 là cái, cái, tuyến tàu số mấy cha chu thái ô, đi thường xuyên in hồ sơn là tuyến số 1 đi hồ sơn là tuyến thứ hai tương tự như vậy chúng ta nghe cho kỹ và chúng ta trả lời câu hỏi ừ, và chọn cái đúng ạ đầu tiên số 1 là sau minh xin ấn sau minh ấn à, sau minh này Trong cái chân chân cái chân ấy ở tức kê đi khu hiểu bạn này bạn định đến trong cây chân là trong cây chân đi như thế nào trong cây chân trong cây chân đầu tiên là person tha cú bạn này đầu tiên định đi bằng xe buýt thứ hai định đi vào tàu điện ngầm và thứ ba định đi bằng taxi thứ tư là mát nên cơ chọn cái đúng câu số 1 ô vẹt chục cá trong cây cho lô xe số 506 đi đến trong cây trơn trong cây trơn là cái cái lối đường đi bộ mà có cái suối ở giữa trong cây trơn gì? chia cho tago han 1 đi đến trong cây trơn thì đi bằng tự ngầm mất khoảng 1 một tiếng trong cây trơn si chân yop mơ rồi ở cái uh, con suối đi bộ đó thì uh, nếu mà từ Si kê 역에서 nếu mà từ ga uh, Si đi thì xa thì chúng ta sẽ nghe và chúng ta chọn đáp án. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 켈리 씨, 지난주에 청계천에 갔지요? 네, 그래요. 왜요? 중국에서 친구가 왔어요. 그래서 저도 친구하고 같이 청계천에 가려고 해요. 켈리 씨는 청계천에 어떻게 갔어요? 좀 가르쳐 주세요. 저는 버스를 타고 갔어요. 506번 버스가 청계천으로 가요. 학교에서 청계천까지 얼마나 걸려요? 한 시간쯤 걸려요. 그런데 샤오밍 씨, 언제 갈 거예요? 금요일에 가려고 해요. 그럼 버스도 좋지만 지하철을 타세요. 금요일에는 길이 아주 복잡해요. 그래요? 지하철 몇 호선을 타야 돼요? 서울대 입구역에서 지하철 2호선을 타고 가세요. 그리고 시청역에서 내리세요. 청계천이 시청역에서 가까워요? 네, 가까워요. 걸어서 5분쯤 걸려요. 고마워요, 켈리 씨. 첫 번째는 506비5 0 6에는 청계천에 가는 방법은? 천은 청계천에 청계천 đi tàu điện ngầm đến tàu điện ngầm mà đi chân cây chân thay cố hắn chum gần chấm cửa liều nên xe buýt đi khoảng một tiếng chân tàu điện ngầm thì không nói đến chân cây chân nên đến... si chân ngập dốc gì gì si chân dốc kê sò so. bơ là sai cả bạn trong đoạn hội thoại này bạn ấy bảo là gần và tuy là đi số 506 mất khoảng độ một tiếng thì

중국에서 친구가 왔어요. 그래서 저도 친구하고 같이 청계천에 가려고 해요. 켈리 씨는 청계천에 어떻게 갔어요? 좀 가르쳐 주세요. 저는 버스를 타고 갔어요. 506번 버스가 청계천으로 가요. 학교에서 청계천까지 얼마나 걸려요? 한 시간쯤 걸려요. 그런데 샤오밍 씨, 언제 갈 거예요? 금요일에 가려고 해요. 그럼 버스도 좋지만 지하철을 타세요. 금요일에는 길이 아주 복잡해요. 그래요? 지하철 몇 호선을 타야 돼요? 서울대 입구역에서 지하철 2호선을 타고 가세요. 그리고 시청역에서 내리세요. 청계천이 시청역에서 가까워요? 네, 가까워요. 거로서 오븐쨈 컬러요. 고마워요, k e l Tiptajuta is a sunfan, baraki, van Noi. 도전, 도전, pumenso, took a y n b y 도전, 도, la bando, tosea, pumenso, v u i n b a a n d o t o s e nay. Poywa kachi, y a h bạn hãy thử nói chuyện giống như ví dụ. Đây đầu tiên, ví dụ. Ô chôn. Ô ý đi bơn bơ sư nân sô nân tê chông môn môn. 전투로 가서 가요. 네, 가요. 지하철 1호선은 고속터미널로 터미널로 가요. 아니요, 안 가요. tức là chúng ta sử dụng cái này. Chúng ta sẽ chọn những cái tuyến tàu xe và chúng ta sẽ hỏi là có đi đến không. Ví dụ như là ô ô in vớn, sao việc y vớn, có thể là 사박 2번 버스 토치아전 2호선 2호선 3호선 và như thế chúng ta sẽ trả lời và vừa hỏi và vừa trả lời chúng ta sang phần tiếp theo là ilko suki chúng ta đọc và chúng ta viết chuẩn bị yorobun chinguka bạn này bạn các bạn có nhiều bạn bè không cư CHINKU turun những người bạn đó 여러분에게 những người bạn đó đã làm gì cho bạn? Thank you cố Xin muốn cái sau và chúng ta trả lời câu hỏi. Xin từ Đây là một bài cảm ơn dành cho các bạn. Dana Tôi tên tục của tôi là Dana. Tôi là 저는 3월에 중국에 서월에 중국에 서왔습니다 아, tôi đã đến từ t r 지금 서울대학교에서 한국어를 공부하고 있습니다. 저희는 한국어 대학 국제순. 얼마 전에 저는 많이 아팠습니다. 콩로우 직대 t ô ốm nhiều tôi bị ốm nặng xây biếc ghế xây biếc ghế là xây biếc là sáng sớm phiêng ngôn ấy karego hết tuy là đã tuy là muốn tuy là muốn tôi tuy là định đi đến bệnh viện vào buổi sáng sớm taxi ga nhưng không có taxi j roommate minh minh shiga bạn cùng phòng của tôi tên là Minh Minh, à, cái bạn à, Minh Minh cùng phòng của tôi, Hòa Tố Hè vừa gọi gọi cho 911, Kukucharen Thago Katchi Pionetto, và cũng đã cùng với tôi đi thẳng đến bệnh viện ở xe cấp cứu, Tam Naruto, ngày hôm sau cũng vậy. 학교에 못 가고 집에서 쉬었습니다. n g y 마리코 씨와 켈리 씨가 우리 집에 와서 마리코와 켈리 우리 집에 와서 아, đến n h 요리도 해 주고, 노 t ô 한국어 공부도 도와줬습니다. cũng đã uh, giúp đỡ cho tôi về cái việc học tiếng Hàn. Kudigo, Yakuke Kaso, Yakto Satsumida và cũng đã đi đến uh, hiệu thuốc để mua thuốc cho tôi. Minh Minh Si, Bariko Si, Kelly Si, 정말 고마워요. Minh Minh, Bariko, Kelly, tôi rất cảm ơn các bạn. Thì đầu tiên ở đoạn này bạn ấy nói về cái việc bạn ấy bị ốm và minh minh thì giúp là gọi 91 gọi một và đi cùng xe cấp cứu đến bệnh viện ngày hôm sau ốm về nghỉ ở nhà thì có Mariko và Kenly đã đến và giúp nấu ăn rồi giúp học tiếng Hàn và giúp mua thuốc bạn này bạn rất cảm ơn thì đây tình huống ạ chúng tôi đã nói về những người bạn này đã giúp đỡ cho Nana cái gì? Motu Kuruseo. Đầu tiên là một bạn là ốm nặng thì gọi điện thoại này. Và hai bạn này đến thì nấu ăn. Chứ không phải là đưa đến bệnh viện hay đưa đến trường. Tiếp theo, số 2 và số 3 là đúng. Manen Kursun Kuruseo. Hãy chọn cái đúng. Nana taxi lên thác của Kasmida. Đêm không có taxi nên câu này sai. Nana nên bán đi Apazo Uh, Nana ốm nặng không đi học được. Số 3. Nana Nana nên Mariko và Kelly run toa Nana đã giúp đỡ Kelly và Mariko. Câu này sai. Kelly và Mariko đã giúp đỡ Nana. Thế nên câu số 1 là đúng. Câu số 1 đúng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe phần nghe này. Chính 정말 고마워요. 제 이름은 나나입니다. 저는 3월에 중국에서 왔습니다. 지금 서울대학교에서 한국어를 공부하고 있습니다. 얼마 전에 저는 많이 아팠습니다. 새벽에 병원에 가려고 했지만 택시가 없었습니다. 제 룸메이트 밍밍 씨가 119에 전화도 해주고 구급차를 타고 같이 병원에도 가주었습니다. 다음 날도 학교에 못 가고 집에서 쉬었습니다. 마리코 씨와 켈리 씨가 우리 집에 와서 요리도 해주고 한국어 공부도 도와줬습니다. 그리고 약국에 가서 약도 사주었습니다. 밍밍 씨, 마리코 씨, 켈리 씨, 정말 고마워요. 친구들, 정말 고마워요. 제 이름은 나나입니다. 저는 3월에 중국에서 왔습니다. 지금 서울대학교에서 한국어를 공부하고 있습니다. 얼마 전에 저는 많이 아팠습니다. 새벽에 병원에 가려고 했지만 택시가 없었습니다. 제 룸메이트 밍밍 씨가 119에 전화도 해주고 구급차를 타고 같이 병원에도 가주었습니다. 다음날도 학교에 못 가고 집에서 쉬었습니다. 마리코 씨와 켈리 씨가 우리 집에 와서 요리도 해주고 한국어 공부도 도와줬습니다. 그리고 약국에 가서 약도 사주었습니다. 밍밍 씨,

Ai đã giúp đỡ các bạn và giúp đỡ các bạn như thế nào? Sơ so, bối hãy thử viết để chúng ta trong cuộc sống của chúng ta có những lúc khó khăn thì ai giúp các bạn và giúp như thế nào thì các bạn vui lòng viết một đoạn văn như vậy. Chúng ta tiếp theo chúng ta sang phần uh, phát âm. Phát âm. Tiếp theo chúng ta phần phát âm. Thì ở đây chúng ta nghe một số phát âm. 1. 교대역 2. 서울역 3. 강남역 1. 교대역 2. 서울역 3. 강남역 và bây giờ chúng ta sẽ xem cái quy tắc Quy tắc khi phát âm trong phần này Quy tắc đầu tiên Đó là 역 이름의 발음 Chúng ta đọc lại 역 이름의 발음에 주의하세요 Đầu tiên là 역, nếu mà đằng trước tên của ga có chữ l trường hợp mà đằng trước có chữ l thì chữ yết thì chữ l được thêm thêm vào vào cái phụ âm công ví dụ như là này sâu lược thì thêm vào chữ lược chăm sinh lược cô súc thơm lược các bạn chú ý thế tiếp theo trường hợp mà ngoài cái trường hợp là chữ l thì chúng ta thêm chữ n và đằng sau phát âm ví dụ như là tung thêm một lực kháng nhược si chân nhược đây, các bạn chú ý như vậy ở đây chúng ta có xin chôn nhược chia chôn lực miêng tung nhược sôn lực nếu mà đằng trước là chữ l thì đằng sau luyến âm là có âm chữ L đằng trước không phải là chữ L thì uh, chúng ta đọc là chữ N đấy là cái phần mà quy tắc phát âm tên ga tên ga tàu của chúng ta là như vậy bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm một số cái phát âm ở bên dưới này 1. 우리 신촌역에서 만날까요? 2. 지하철역 앞에서 세워주세요. 3 어디에서 내려요? 명동역에서 내려야 돼요. 4 서울역에는 무슨 일이세요? 친구하고 부산으로 여행을 가려고 해요. 그만해 라1 우리 신촌역에서 만날까요? 2 지하철역 앞에서 세워주세요. 3. 어디에서 내려요? 명동역에서 내려야 돼요. 4. 서울역에는 무슨 일이세요? 친구하고 부산으로 여행을 가려고 해요. kết thúc bài 13 chúng ta lưu ý chúng ta hôm nay bài 13 chúng ta học về từ vựng về phương tiện giao thông và các uh, cái thao tác tham gia giao thông và chúng ta học những cái cấu trúc pháp và chúng ta thực hành đó là uh, chúng ta phát âm uh, chúng ta thực hành uh, các về các tuyến tàu tuyến xe bên Hàn Quốc và phát âm thì chúng ta phát âm của cái chữ uh, của các tên ga Hàn Quốc các bạn chú ý về cái cách phát âm và bài phương tiện giao thông thì chúng ta sẽ phân biệt được giao thông Việt Nam và giao thông Hàn Quốc nó tương tự khác tương tự giống nhau ở cái gì và chúng ta chúng ta so sánh được sự khác nhau giữa giao thông của hai đất nước và bài bài số 13 kết thúc ở đây chúc các bạn có một buổi học thật là vui vẻ